Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh điều động chỉ định cán bộ cho Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh điều động chỉ định đồng chí Diệp Hồng Di, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Ngân hàng tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải chúc mừng và tin tưởng đồng chí Diệp Hồng Di trên cương vị mới sẽ cùng tập thể vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Diệp Hồng Di cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố và hứa sẽ đem hết sức mình, nỗ lực cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao trên tinh thần đoàn kết, dân chủ và sáng tạo.